Một hành trình mới lại bắt đầu. Cha con hợp sức lần này sẽ có rất nhiều thử thách mới đầy bất ngờ cho cả cha và con. Một cuộc sống mới sẽ chào đón hai bạn nhỏ. Những tình huống khó khăn mà lần đầu tiên cha sẽ phải đối mặt. Những giây phút tràn đầy ý nghĩa và tình cảm gia đình sẽ có trong chương trình Cha Con Hợp Sức vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Phải gia đình bố Khoa mẹ Ly không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Chương trình Cha Con Hợp Sức xin phép được giao nhiệm vụ khẩn cấp. Mong bố mẹ dạ vâng ạ. Thực hiện nhanh ạ. Dạ vâng ạ. Nhiệm vụ khẩn cấp, mẹ hãy khẩn trương chuẩn bị đồ dùng cá nhân và quần áo cho con trai Nhật Khương để sẵn sàng một đêm xa nhà không có ba mẹ bên cạnh. Dạ vâng. Mình cảm thấy là hơi hồi hộp và lo cho con trai mình, tại vì là biết là cháu cũng hơi nhát. Cảm ơn em nha. Mẹ hãy khẩn trương chuẩn bị đồ dùng cá nhân và quần áo cho con gái Minh Ngọc để sẵn sàng một đêm xa nhà không có ba mẹ bên cạnh. Rồi. Coi kệ, cứ để cho con nó thử sức đi. Để mình gặp là mẹ có bệnh lớn sắc hy vọng là không có vấn đề gì. Đồ đạc xong rồi ạ? Dạ xong rồi. Thế ba đâu rồi nhỉ? Ba thì đi ra ngoài một chút thì có thể chờ được không ạ? Dạ vâng. Trước đây là bé nhà mình có bao giờ đi gọi là đi chơi xa nhà hoặc là đi ngủ một nơi khác không phải là ở nhà mình chưa? Gia đình cũng cho bé đi chơi rất là nhiều. Bản thân là đi cùng mẹ đi như là đi bụi á, đi du lịch bụi á, đi mọi nơi rồi. Chỉ có điều là đột nhiên lần này là rất là bất ngờ, nhiệm vụ khẩn cấp như vậy, bé hoàn toàn không biết gì cả. Không biết là bé phản ứng như thế nào. Đi học về thì bé tắm, bé thay cái áo đầm mặc ở nhà. Xong rồi tối bé sẽ thay một bộ đồ ngủ để bé mặc ngủ giữ ấm. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Bé cũng đi ra ngoài nhiều nhưng mà chưa bao giờ mà đi một mình hết á. Đi đâu thì nếu mà không có mẹ thì cũng có ba. Không biết đêm nay sao. Thì cơm nhà bữa nay mẹ con đi chơi một ngày đêm ha. Nhớ nói còn phải đợi nón vô để nắng đó nghe chưa? Nhớ nói còn phải cẩn thận nha, đợi nón vô nha. Đây. Nhiệm vụ khẩn cấp của chương trình luôn này mà bố phải lên đường luôn á. Mẹ hãy khẩn trương. Rồi đã, mẹ đã xong rồi. Sắp rồi. Và bây giờ là tới nhiệm vụ của bố. Của ba là phải ngay lập tức lên đường. Đi đón con đi. Ok. Rồi lên đường ngay. Cố gắng lên hai cha con. Đi về luôn hả? Đi về nhà. Đi về nhà. Đây là các cô chú ở chương trình Cha Con Hợp Sức. Hôm nay giao nhiệm vụ đi luôn. Hôm nay giao nhiệm vụ đi luôn. Chú còn mang đến thêm một nhiệm vụ nữa cho cả hai bố con. Dạ mời bố. Có chữ nè ba, con đọc cho ba nghe nha. Chào mừng hai cha con đến với chương trình Cha Con Hợp Sức. Bây giờ hai cha con hãy đến công viên 30-4 để gặp đối thủ của mình và thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của chương trình, nhiệm vụ đổi. Wow, nhiệm vụ đổi nha. Cố lên. Đổi nhà, thế tức đổi nhà có nghĩa là bạn kia sẽ đến ở nhà mình, còn con sẽ đến ở nhà bạn kia. Hiểu không? Ok không? Let's go. Lên xe nào. Không chỉ đơn giản là đổi nhà cho nhau, hai bạn nhỏ kỳ này còn phải hoán đổi vị trí. Mỗi bạn nhỏ phải liệt kê, viết lại các công việc cá nhân mà mình sẽ phải thực hiện trong khoảng thời gian 18 tiếng, bắt đầu từ thời điểm này đến 10 giờ sáng ngày hôm sau.
để đối phương thay mình thực hiện. Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn đây. Phải sống trong một ngôi nhà có ba mẹ mới, phải thay người khác thực hiện công việc. Mong rằng Nhật Khương và Minh Ngọc sẽ có nhiều bài học quý giá. Phải lễ phép, phải đừng nói trống không nhá. Con hay bị nói trống không lắm. Bằng mọi giá phải làm các nhiệm vụ của bạn cho nhá. Cỡ nào cũng phải làm. Tối nay mình nhớ đấy. Con phải sao? Thì con cái này là một cái hành trình làm việc thì mình phải cố gắng thôi. Bây giờ con tới thì tí xíu con sẽ mặc đồ này ha. Đó, cái cột tóc thì có đồ cột tóc ở đây ha. Dạ. Mời hai bố con qua đây ạ. Bên này. Từ từ nhìn từ xa này, nhìn từ xa con thấy bạn như thế nào nè. Bạn xinh quá Hương ơi, bạn xinh quá. Dạ. Xinh thật á. Hình như xinh quá. Dạ mời gia đình mình ạ. À. Này, vậy là cả hai đã được gặp nhau rồi. Chào anh ạ, bắt tay anh ạ. Chào anh. Nhìn anh rất là vui. Cảm ơn anh. Dạ. Cũng thấy nhìn anh cũng khỏe mạnh và vui vẻ. Dạ. Các bạn làm quen nhau đi. Ủa? Ủa vậy thôi hả? Con biết ấn tượng đầu tiên về đối thủ là như thế nào nha Ngọc? Con thấy đối thủ coi như thế nào? Dạ. Dạ Hương. Con không biết nói sao. Dễ thương tới mức không biết nói sao luôn hả? Dạ. Gì vậy? Bạn khen con mà con sao vậy? Đâu đâu nói chữ nghe con thấy bạn sao? Con thấy bạn thì... Thank you very much. Mình sẽ có nhiệm vụ đầu tiên dành cho hai con. Đổi nhà. Là nhiệm vụ đổi nhà. Đổi nhà ở đây có nghĩa là kể từ giây phút này cho tới 10 giờ sáng hôm sau, hai bé sẽ về sống ở nhà mới với ba mẹ mới và thực hiện những yêu cầu của đối thủ. Chương trình sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngắn thôi để cho hai bé gặp nhau rồi trao đổi về nhiệm vụ. Câu chuyện rất đơn giản. Tụi em sao khó vậy? 4:15 ba chị đón về nhà, rồi chị tự tắm rồi đầu, xong rồi 5:00 phụ mẹ nhặt rau. Sáng 6:00 em làm cái bài nhá, em làm một cái bài. Trả lời câu hỏi trang 106 sách giáo khoa tiếng Việt tập 1 nha. Chị không có sách giáo khoa tiếng Việt tập 1. Chị về nhà em á, sách tiếng Việt bùng vàng vàng á, tập 1. Về nhà phải làm giúp mình những việc này. 6:00 học karate nhá. Hôm qua mẹ nói chứ hôm nay là học karate buổi đầu tiên là con phải nói tiếng Nhật, con phải giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Dạy bạn một cậu mấy câu nói tiếng Nhật viết phiên âm được không? Bạn ấy thực hiện một nhiệm vụ. Bạn một ấy... nhiệm vụ chào hỏi bằng tiếng Nhật. Như sao, đúng không? Như sao. Minasan ohayou gozaimasu. Kyou kara mo yoroshiku onegaishimasu. Chị giờ nói câu đó làm sao? Gì? Minasan ohayou gozaimasu. Như vậy là Nhật Khương sẽ thay Minh Ngọc thực hiện các công việc sau đây. 5:00 chiều đi học về tắm rửa và vệ sinh cá nhân. 6:00 chiều giúp mẹ nấu ăn, nhặt rau, ăn cơm và rửa chén. 7:00 tối sẽ cùng bà và anh trai đi tập thể dục. 8:00 tối phải học bài môn năng khiếu kịch nói, chuẩn bị cho lớp học sáng mai vào lúc 7:30 sáng. 9:00 tối lên giường đi ngủ. Còn các công việc mà Nhật Khương giao cho Minh Ngọc thực hiện thay cho mình sẽ là 5:00 chiều nghỉ ngơi, 6:00 chiều đi học lớp võ karate đô. Hôm nay là buổi đầu tiên của Nhật Khương. Theo kế hoạch, cậu bé sẽ có một màn chào hỏi với cả lớp bằng tiếng Nhật và tất nhiên Minh Ngọc sẽ thay Nhật Khương làm việc này. 7:00 tối ăn cơm cùng gia đình. 8:00 tối xem phim cô dâu 8 tuổi cùng bà nội. 8:30 tối làm bài tập về nhà mà cô giáo giao. 9:00 tối lên giường ngủ để sáng mai tiếp tục đi chợ và giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nè em nhớ nha, nhà chị nha. Mẹ ba chị tên là Minh, mẹ chị tên là Phương, còn anh chị tên là Lộc. Ở nhà em á,
Bố em tên là Khoa, mẹ em tên là Ly. Còn bà em tên là Đạt chứ. Gọi là bà thôi, gọi là bà được rồi. Hai bé sẽ về gia đình mới và sẽ gọi cái những người trong gia đình là ba là mẹ, như là một người con trong gia đình. Về thì sẽ gặp mẹ của bà. Ừ. Thì con chào nhá. Ừ. Con chào cô, con chào cô, con chào chú. Ví dụ như con sẽ gọi. Đây con gọi đi. Ba. Đúng rồi. Qua đây. Ba. Chào con. Ừ. Mời gọi gia đình. Chào con. Xin chào, bắt tay. Ba mời nha. Ba mời. Tạm biệt ba. Ôm dạ. Cố lên, cố lên đi. Cố lên nha. Sáng mai 10 giờ. Nhiệm vụ bắt đầu. Mời cả hai gia đình. Đi, đi về Ngọc. Dạ. Nhà ba ngại không? Dạ ngại. Đi đóng phim ngại còn mấy con còn làm được. Đi học về con ngủ với ai? Ngủ đi học về thì con ngủ thường xuyên là với ba, nhưng mà ba ít cho con đi chơi á. Dạ. Ba không hay cho con đi chơi. À. Đó, dạ. Nhà bố bao nhiêu tầng vậy? 5 tầng. Tầng mẹ. Đó. Con tên là Hương. Hương hả? Ừ. Rồi. Con học lớp 2 rồi. Rồi con ngồi ghế nghỉ một chút. Con có mang đồ thay chưa? Không có. Rồi. Hết. À. Không, xong này con ghi hết, sẽ làm theo hướng dẫn. Đi tắm ở đâu? Rồi đây, bây giờ con lên lầu. Con đây. Phòng con ở trên đây nha. À, con bỏ dép ra xong rồi đưa chú cất lên tủ cho. Ba đi quên. Đây là chú hoài. Đây là bác Hằng. Ngọc ơi, chào bác Hằng kìa con. Dạ, con chào bác Hằng. Bác Hằng trong đây. Ngọc ơi, phòng con đây. Có bàn học của con ở đây. Xin chào con. Bình thường có tự tắm chứ đúng không? Dạ. Ừ. Trường Ngô Thị Nhiệm, còn anh học trường nào? Anh học trường Chu Quyền. Ở trường hết học môn gì nhất? Ở trường á, em thích học môn toán. Còn anh? Anh hết môn tiếng Việt. Em á, ở trong vùng bài tập toán là nhiều A cộng lắm. Em xuống nhà trước rồi, anh tắm không? Anh xuống nhà, anh tắm trường ạ. Đây là cô đã chuẩn bị sẵn đồ cho bạn Hương rồi nè. Nay là buổi đầu tiên của bạn Hương ở lớp á. Dạ. Thì có gì thì con dùng cái bộ đồ này nhá. Dạ. Ừ, con đi cùng với ba ha. Dạ. Ừ. Bây giờ con quay ra đây. Con quay ra con thử nói đi. Con nói là... Con mong tay giấy đi. Thường ra cho nhiệm vụ này. Rồi.
Công bằng quá. Công bằng quá. Ừ, thế. Onegaishimasu. Ừ, ok. Onegaishimasu. Rồi, thế người ta sẽ đi. Rồi, chào bà đi, chào bà đi, đi. Bạn đi. Ôi, hít thở sâu vô. Út, ôi, tụi con cố nhảy mạnh lên. Năm. Ba, nhớ nhắc rồi cho con nha. Thầy giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp mình có thêm một học sinh mới mà bé đặc biệt nói tiếng Nhật rất là tốt, nên bé sẽ chào ra mắt với mấy bạn với mấy anh chị bằng một câu tiếng Nhật. Rồi con nghỉ. Minasan. Minasan. Onegawa. Wakashiwa Minh Ngọc. Desu. Korekara. Korekara. Yoga. Yoroshiku onegito. Good. Rồi bây giờ con xuống lớp con tập chung với mấy bạn với mấy anh chị ha. Dạ. Ý tôm linh rồi ngã sát ra sau. Ý tu Ý đấy là rồi con xè ra con đánh vòng qua đầu đúng rồi. Năm tu Ý, cả lớp cố gắng rút thẳng chân lên. Lên. Vâng nào. Cố lên, cố lên, nhẹ thôi. Em mới tập một chút. Một chút nữa thôi. Ý, nghiêm. Thôi cả lớp, tay hen. Tay hen. Thôi mấy em về đi. Ba. Dạy quá giỏi luôn á. Ok luôn á. Tập lần đầu vậy là tốt lắm. Nước mồ hôi luôn, giỏi. Mà thích học võ không? Thích. Lần sau học tiếp không? Dạ. Ok. Nãy giờ cũng một tiếng con ở nhà mới rồi đúng không? Dạ. Ừ, thấy làm sao? Lúc đầu thì thấy run mà lúc sau thì thấy hết run. Tại vì cô nói cô... sự tốt với con. Cô nào? Dạ mẹ nói sự tốt với con. Con thấy hết run. À. À, bây giờ con thường mời đây ăn cơm ở nhà của ba mới nè, bây giờ là ăn cơm mình mời. Con mời ba ăn cơm. Rồi, tới ai nữa? Rồi mẹ ăn cơm. Rồi, tới ai nữa? Rồi, ăn cơm. Rồi, ăn cơm nha. Ăn thịt kho ạ. Biết vậy em đang làm gì? Nhà ăn cơm. Nhà con mấy giờ ăn cơm? Thầu rửa. Có phải là ngày nào cũng sao đúng không? Không phải, có lúc muộn thì bao giờ. Giờ cũng có 6:20. Con mừng phút nữa em mới ăn cơm. Thật là hôm nay em được ăn cơm sớm hả? Thật sự ra trong lòng cũng lo. À, không biết bây giờ bé Ngọc ăn ngủ hay là đang là sinh hoạt như thế nào ở bên gia đình mới. Sẽ nói giờ không nói ra nhưng mà bà cũng lo. Vì bé Ngọc ít khi thì ít khi rồi phải xa ba mẹ. Rất là giỏi. Đói rồi á, hôm nay là đói quá rồi đó. Nhà con có ăn bánh cuốn gỏi cuốn này bao giờ không? Dạ có, ăn hai bánh hấp ăn. Yeah. Anh hai thích anh ăn. Hai con thích ăn lắm. Ngọc có một anh trai hơn 2 tuổi. 10 tuổi rồi ha, lớp 5 rồi. Không phải ăn giỏi chứ, bạn Ngọc ăn nhanh lắm á. Lúc nước ăn thì khoảng 1 tiếng 45 phút rồi. Còn lúc trong thì 1 tiếng. Wow, sao lâu vậy? Bố nghĩ là chỉ có cái vụ ăn là bố lo thôi, con ăn không, con không ăn được nhanh đâu. Chứ còn những nhiệm vụ khác thì bố nghĩ là con làm được. Rồi, húp canh cho con. Vừa chén dễ mà. Dễ không? Ừ. Đất cũng bảy chén á. Nghi ngờ tài năng. Bé Phương cũng là một cậu bé cũng rất là thông minh và cũng dễ hòa đồng.
Thắng lại, thắng lại. Thắng gì nè? Thắng hai bên rồi. Thắng lại, thắng lại, thắng lại. Có sao không? Em thắng gấp quá. Thắng gấp em quá. Em nghiêng quá, em thắng cái té à. Sao thì tập thể dục đi tập xe cho bé Khương thì thấy cũng rất là vui. Dù bé Khương chưa biết đi xe nhưng ba vẫn ráng giữ cho bé Khương chạy. Bé sư Khương chạy chạy lẹ quá rồi muốn té, ba chạy nhào vô đỡ tay muốn chèo con tay luôn rồi. Con chỉ thấy cái học kịch múa ở nhà thiếu nhi quận một thì hơi khó. Con cảm thấy con đang rất nhớ nhà. Mà ở đây của bố mẹ mới con thấy mẹ mới mà. Mẹ của con lúc nào cũng chiều con thì ở đây cũng giống y hệt như thế luôn con. Ba mới tính cách cũng giống như ba con đấy. Trong giờ ngoại hình thì con thấy hai cũng bằng nhau. Vậy là đã trải qua những khó khăn ban đầu trong một gia đình mới, vẫn còn rất nhiều khoảng cách giữa ba mẹ mới và con. Nhật Khương và Minh Ngọc cũng đã có rất nhiều cảm xúc của riêng mình. Lúc này, để ba mới và con mới gần gũi nhau hơn, chương trình bất ngờ ra một nhiệm vụ phối hợp hiểu ý. Nhiệm vụ dành cho Nhật Khương và ba mới Văn Minh. Trong thời gian 30 phút, bằng kỹ năng nghề nghiệp của mình, một thợ may, ba Văn Minh hãy phối hợp và hướng dẫn cho con trai mới Nhật Khương may một chiếc đầm búp bê theo kiểu dáng trong hình mẫu, hoàn thành trong thời gian quy định được một điểm. Nhiệm vụ dành cho Minh Ngọc và ba mới đang khoa. Trong thời gian 30 phút, bằng kỹ năng nghề nghiệp của mình, một kiến trúc sư, ba đăng khoa hãy hướng dẫn cho con gái mới Minh Ngọc lắp ghép một mô hình lâu đài gỗ theo mẫu, hoàn thành trong thời gian quy định được một điểm. Mày vào người nào? Con phải giữ cái khung lớn thì trước này. Thì con hai chúng mình bắt đầu nhé. Rồi. Đây. Cây cối để sang một bên này, ngựa để sang một bên này. Con chịu trách nhiệm cái phần đó nhá. Con sợ hai cây nha. Hai. Rồi. Thở được rồi. Rồi. Ồ, biết không? Đó, con từ từ con làm như vậy. Gấp cái này lên ha. Tiếp tục. Giống ngựa sao? Chưa gắn được ngựa à? Cố lên, không sao đâu. Cái ngựa này khó gắn nhở? Thế con gắn hoa đi cho dễ. Nhanh nhanh nha. Khương ơi, về đây đắp phủ chị các ơi. Con làm không khẩn trương nên là không kịp dời đâu nha. Được rồi, giỏi. Còn 5 phút nữa. Gắn vào không được. Cố gắng và cố gắng. Ừ, đúng rồi, cái đó đúng rồi đó. Chắc còn cần cố lên nhưng còn 5 phút nữa. Chết rồi, chết hai cha con mình rồi. Chết rồi. Cái khoa này vẫn chưa được à? Còn 30 giây. Nó chẹo quá. Không ngờ mà cái chân to này, cái này bình thường. Tỉnh.
Không phải, nó đóng hết con nữa. Còn 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xong. Chết tôi rồi. Để bố phải tại con nữa nha. Để bố phải tại con nữa nha. Vừa đúng lúc, vừa đúng lúc. May chiếc áo mới cho búp bê. Theo quy định sẽ được cộng 1 điểm. Yeah. Chúc mừng bé Thương. Yeah. Con thấy buồn. Và mình chỉ con ấp ráp là con chiến sĩ thắng. Tại vì ba mình rất là giỏi cho lắp ráp. Khi mà lặn là con sẽ đắp mềm nha. Chúc mừng ngon nha. Đành cất nỗi nhớ ba mẹ vào giấc mơ. Hai bạn nhỏ đã hoàn thành phân nửa nhiệm vụ đổi nhà. Có xa nhà và tự lập. Có nhớ nhung và buồn tủi. Nhật Khương và Minh Ngọc sẽ phần nào hiểu được giá trị quý giá của gia đình trong cuộc sống của mình, đúng không? Đã đến lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những nhiệm vụ vào ngày mai. Hãy mơ những giấc mơ đẹp.